Nhiều người học hơn ở Vĩnh Nghiêm muốn đi thăm thầy lắm, nhưng mà xa thôi, thầy rồi điều kiện đi không được á. Có nhiều người muốn đi lắm, con đi rồi cũng đột sức á, chứ con muốn đi từ lâu rồi nhưng mà không có điều kiện, không có hoàn cảnh để đi.
rõ âm nhạc ở trong trong đĩa đấy. Yeah. Con nghe suốt ngày mà con nghe đến đến những cái bài giảng theo thầy, nghe đến đĩa Kinh Đại Bát Niết Bàn đến đấy. Yeah. 28 mấy rồi. Yeah. Còn Kinh Bát Nhã thì nghe hết. Oh. Mà nghe thì nghe phải đi nghe lại, nghe nào cũng hiểu, còn phải nghe mà thầy nói thì nói thật thì không còn nghi ngờ gì. Yeah. Đúng là con nghĩ là như là Phật hiện tiền mà chúng con không được gặp thật, nên là con phải cố cố phải đi vào đến đây ước nguyện bao nhiêu năm tháng mới được gặp thầy. Thầy giảng thì cũng như là không có đơn giản đấy, chúng con mới được thế này, được đến gần này. Yeah. Đúng, hòa đồng hòa với tất cả thiên nhiên vũ trụ thầy nhé. Thầy tiết khí hậu cũng mát thì có gì? Dạ cũng mát. Vâng. Ông bé là chồng, bé vô ông đây là ông đầu về ngoan là gì đó, còn gì nữa? Ba. Xin ba với mẹ. Con đang làm cái gì? Ủa, đỡ quen này bóp tay cho ông này, tay ông này. Dạ, bóp tay cho ông. Trời ơi, ông vô con cái này đảo quá. Ba đâu? Dạ, con dâu con, sao? Dạ, con dâu của con ạ. Dâu hả? Dạ, hôm nay con hai đứa trai, hai đứa dâu đến thăm cho ông này. Dâu này nữa là này mẹ của hai đứa này. Con lấy đi, con lấy đi.
con đi cùng nhau đấy, từ từ nó đi ông từ 2000 từ đó cho đi về con tổ ăn chung rồi cái năm mới chờ ông nha xong rồi con bé liên tục luôn, con đút cho ông nội không đi. Ba đứa cháu, bốn đứa cháu, cháu này cháu còn mầm nhiều, còn vợ bốn, ba đứa cháu nào, hai cháu gì à? Con nói mừng nhất là con mình biết tính chưa? Dạ. Thank you.
Thầy hỏi chi cho xong nhớ con kể. Tí nữa rồi về. Về giờ lắm, thường đi Sài Gòn nè, chờ đi Thiên Minh nè. Chờ đi Thiên Minh luôn. Thầy hỏi xe ông đi không? Thầy chở đi giờ. Xe ông đi không? Có chở đi Thiên Minh luôn. Thầy ông đi, thầy về trường Phật học không xin ông? Thầy hỏi xong về trường Phật học không? Thầy chở xe ông về. Thầy đi bằng gì á? Về còn đi xe bốn bánh. Đi xe hơi. Đi xe hơi. Hoặc thử có đi không? Đi không? Chở đi luôn. Lưng lên. Đi không xin ông? Cô thấy sao? Thế con có đi theo làm gì giả? Dạ. Nhưng mà xem có muốn đi không? Xem có muốn đi không? Thầy á, thầy Vũ. Người già người hay nhớ cội nguồn. Dạ, từ từ biết. Để chị xoay sao? Dạ. Chú xoay không được ta. Lấy đàn, lấy đàn. Bắn nè. Quên đó. Quên. Kệ ôn lại là được, ôn lại. Cho má, cho má. Dạ. Ôn lại đi. Thầy đàn đi thầy. Không được. Không được luôn à. Tay vừa cứng hả? Thầy cầm đàn cũng được rồi. Thầy, thầy đàn đúng không? Không làm được. Tưởng thầy đàn người biểu diễn xong xong nhớ đàn được đó. Ừ. Làm cái thứ cũng ra. Thầy làm được không? Dạ không. Được thôi. Thôi được rồi. Thầy dựng xe con để xong ngã đó này. Dạ. Đừng nhìn ạ, bây giờ là đừng nhìn, nó còn nghe sư ông nói hết rồi.
Vâng, nói đủ rồi. Vâng, bây giờ chỉ học thôi. Vâng, học hành. Học chánh pháp, hành chánh pháp để sống trong chánh pháp, đúng không ạ? Vâng, lời của sư ông thế, sư ông nói hết rồi. Bây giờ sư ông chỉ cần ngồi như này để cho chúng con học thôi. Vâng, vâng. Học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát, đúng không sư ông? Xong bắt đầu cứ chỗ chúng con ở đây. Đó, để có người là sẽ cứ lo xong mà. Các hành pháp luật vô thường chi phối hết, đúng không chưa ông? Duy